Cái chiều mặt tiền này thì được mấy mét hả bác? Và mặt tiền 10 mét, sâu 12 mét. Và bên ngoài rất là rộng. Xây theo phong cách hiện đại. Bộ cửa này cũng đẹp đấy bác nhỉ. Cửa này thợ đâu đóng đấy bác? Em có làm mấy không? Anh chỉ người đóng. Và có để em xin bác cái số của thợ này. Con bé này đóng luôn nhà, nó sửa luôn, nó à làm cho tất cả các loại ra. À, vâng, rộng. Cửa Nó đẹp làm nhỉ. cái nhà cổ nữa. Và làm kỹ đấy nhỉ. Xà vào nhẵn này. Cửa này là, này là bằng gỗ gì đấy hả bác? Lim thôi. Và lim là bền nhất, vẫn là lim, vẫn là. Đây cái cánh trong này cũng là nhà chị làm đấy bác. Và đấy ông thích cái kiểu hai hai cửa như này, cửa kính này nó đẹp mà nó vừa phải này. Nhiều nhà chơi cái kính thủy lực kia nó trông nó ấy. Không gian thoáng nha. Bác thiết kế không gian thoáng thật. Chiều tối mà vào nhà vẫn không cần phải bật điện nhỉ. Thích thật. Cái ô phòng khách này được bao nhiêu mét vuông hả bác? Và à, cửa nhà chị đóng đẹp nhỉ. Và ông nhà chị làm kỹ đấy, đẹp. À, bàn ghế này cũng của nhà chị à? Hay là à, nhà chị là chuyên đồ ấy, mà chuyên nhà cổ với lại cửa đồ gỗ và trần sàn cửa và bếp tiếp bàn ăn nghĩa là hết mọi thứ. Và kinh đi ngoài đường một tia là vào đây cả. và trông nhà bác ấy quá nổi, nó thoáng. Thứ hai là trên này có cái dàn cây nữa trông rất hấp dẫn. Mà bác yêu cây cối cho nên là trông cái dàn cây nữa, nhà rất là xanh, nhà rất Ba đẹp. tầng trên cái kệ con. Và bên trong này là phòng ăn này. Cầu thang này, cái gỗ cầu thang này nhà chị làm đó chị. Đó là À cái à nhà bác hầu như không 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 phải bật điện ban ngày nhỉ, thoáng. mà đây mình phải bật quạt luôn. Và đây là phòng vệ sinh đây, phòng ngủ đây. Bộ bàn ăn rất là đẹp bằng gỗ nguyên khối. Cái bàn ăn này bằng gỗ gì đấy hả bác? À cũng gỗ lim luôn. Mà như bộ này mấy mấy tiền nữa bác? Bộ này mấy tiền nữa chị? Và đẹp nhỉ bộ này. Và bộ này mười mấy người ngồi cũng thoải mái nhỉ bác nhỉ. Và quá rộng. Đây phòng ăn này. 6-7 tháng hay đâu mà nào. Thế một chờ 100 triệu tiền lãi mà lãi chính xác. Kinh nhỉ. Và thế cũng phải có cái cũng vay mà. Thế thôi. 100 được 900 không sướng ạ. Ui giời, 100 triệu tiền lãi là 900 ai thì muốn làm bác. À không, quân à. đất. Có nghĩa À. là đất đền, thầu đất đền. Đúng rồi, đất thì lãi nếu mà mua được những cái suất mà nó ưng ý thì nó ví dụ vào chỗ mà đường mà riếc thì nó nhanh. Không gian ở bên ngoài bác rất là yêu, bác yêu cây cối nhỉ, không gian. Và
đẹp quá. Cái tranh đá này nó làm thì vào bao tiền nhỉ bác? Vâng. Phòng khách rất là rộng. Chưa có đám nào. À. Em tham quan trên tầng 2 tí nhá. 23 và 23 là chưa có đám nào, chắc ngày nào cũng có đám. Trần nền hoàn toàn bằng gỗ hết. Rất đẹp. Phòng trên tầng 2. Đầu tiên là chỗ bố trí phòng thờ bên tay phải cầu thang. Rất là rộng. Một phòng ngủ bên trên phòng ngủ tầng 1 cũng tương đối là rộng. Trần gỗ khép kín luôn. Nhà vệ sinh đây. Đây một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này bên tay trái cầu thang tương đối là rộng. Các phòng đều rộng hết. Rất là đẹp. Trên tầng 3. Tầng 3 thì cũng hai phòng ngủ, phòng này là chủ bố trí phòng vệ sinh. Hai phòng vệ sinh. Ở đây là cái sân chơi. Sân chơi này là chủ trồng rất là nhiều cây cối. Thoáng mát. Mẫu nhà rất là đẹp. Không gian hiện đại. Cũng phòng ngủ bố trí như ở dưới tầng dưới. Ở đây là hai phòng, một phòng vệ sinh, phòng tắm. Cầu thang này là vệ sinh cũng dễ, lau chùi dễ bác nhỉ. Làm kính này hiện đại, lau chùi dễ. Và nhà mình tổng hết là bao nhiêu tiền nhỉ bác? Như lần trước vậy mà người ta không đi đâu.